Hulk là một trong những siêu anh hùng đầu tiên và cũng là chiến binh hùng mạnh bậc nhất của biệt đội bảo thủ. Nhưng khi những người sắt, đội trưởng Mỹ, thân sấm hay quá phụ đen đều có phim riêng thì người khổng lồ xanh của Mark Ruffalo vẫn chưa thể. Vậy chuyện gì đang cản trở Hulk? Hãy chuẩn bị bỏng ngô, nước uống để nghe phê phim kể câu chuyện nhé. Vì các bạn sắp được chứng kiến một bể drama kèm theo cuộc đấu trí cực căng giữa hai xưởng phim máu mặt hàng đầu Hollywood đấy. Để hiểu được vì sao Hulk của Mark Ruffalo không có phim riêng, trước tiên, chúng ta cần biết anh đã gia nhập vũ trụ điện ảnh này như thế nào. Năm 1990, khi Marvel còn vô danh, kiếm sống bằng cách bán bản quyền nhân vật cho những xưởng phim khác, Universal đã nhanh chân tậu quyền làm phim về người khổng lồ xanh. Sau khi dắt túi quyền làm phim, Universal rốt ráo tìm đường phát triển. Qua 5 lần 7 lượt đổi biên kịch, họ mới chốt được câu chuyện về Bruce Banner. Trong phiên bản này, ngoài việc kiềm tỏa sức mạnh khủng khiếp, Bruce còn phải vật nhau với ba kẻ nửa người, nửa côn trùng. May mà ý tưởng này bị cắt rụp ngay khi ekip chuẩn bị bấm máy. Universal mất thêm vài năm nữa để chỉnh sửa cả kịch bản lẫn đội ngũ nhân sự, trước khi tiếp cận với đạo diễn Lee An vào năm 2001. Sau đó, vị đạo diễn người Đài Loan rất tích cực làm việc cho kịp lịch ra mắt phim vào năm 2003. Hulk của Lee An không ăn đậm tại phòng vé, nhưng vẫn là một trong những phim ăn khách nhất vào thời điểm đó. Thế nhưng, giới phê bình lại không quá mặn mà, chủ yếu vì phong cách nghệ thuật phức tạp của đạo diễn không hợp dơ với một câu chuyện đòi hỏi tính hành động. Nhìn chung, Hulk 2003 là một phim trung bình, không quá tệ mà cũng chẳng quá hay. Nhưng nó đã khẳng định lợi thế cực lớn của Universal, đó là quyền sản xuất và phân phối phim riêng về người hùng bự con. Đương nhiên, con sói già không thể bỏ qua miếng mồi này, nhất là khi dòng phim siêu anh hùng đang dục dịch bứt phá tại thời điểm đó. Năm 2003, nhà sản xuất Avi Arad tuyển một tay biên kịch mới về xây dựng hậu truyện cho Hulk. Trong phần phim này, Bruce Banner tiếp tục phải chiến đấu với quái vật bên trong mình, qua đó trở thành phiên bản hắc ám. Ngoài ra, có đến hai kẻ phản diện nữa hứa hẹn xuất hiện, đó là The Abomination và quái nhân não bự The Leader. Universal có vẻ rất chắc cú với những ý tưởng trên, đến mức đặt lịch công chiếu phim vào tháng 5 năm 2005. Cơ mà tự nhiên luồng gió đột ngột đổi chiều. Vì một lý do bí mật, phía Universal đã trễ deadline bấm máy, tạo điều kiện cho Marvel giật về bản quyền hình ảnh của Hulk. Đây là một món quà không thể tuyệt vời hơn với Marvel, vì họ đang đứng trước cơ hội mở ra vũ trụ điện ảnh của riêng mình. Với Hulk trong tay, công ty này có hai lựa chọn. Một là làm phim về người sắt, một nhân vật quá đỗi phức tạp mà chẳng mấy ai biết đến. Hai là làm phim về Hulk. Tuy không nổi tiếng như người nhện, nhưng người khổng lồ xanh có vẻ là lựa chọn an toàn hơn người sắt. Anh từng làm mưa làm gió trên màn ảnh nhỏ vào những năm 70, có một chiếc tàu lượn mang tên mình tại công viên giải trí của Universal, và nhiều người hẳn có nhớ phần phim của bậc thầy Lee An. Sau khi nghiên cứu và phân tích, Marvel quyết định chọn cả hai cho chắc. Vậy là The Incredible Hulk ra rạp với siêu sao Edward Norton vào vai nhân vật tiêu đề, và trở thành phim thứ hai thuộc MCU sau Iron Man. Chuyện phim hứa hẹn biến người khổng lồ xanh trở thành gương mặt quan trọng nhờ màn xuất hiện của gã tỷ phú lập dị ở cảnh after credits. Thế nhưng các bạn biết đấy, trên đời đâu ai nói trước được cái gì. Trong khi người sắt thắng to, kiếm về bội tiền cho Marvel, chính thức trở thành kẻ tiên phong cho cả một đế chế, thì Hulk lại có màn thể hiện rất khiêm tốn. Dù không đến mức thảm họa, nhưng anh chàng vẫn sủi mất tiêu, đến nỗi không ai thấy Edward Norton trở lại trong vai Bruce Banner nữa. Toàn bộ lý do có thể gói gọn trong một cụm từ: lục đục nội bộ. Trong khi quá trình làm phim người sắt diễn ra đầy nhiệt huyết và đam mê, thì quá trình làm Hulk lại đầy tranh cãi và mâu thuẫn giữa cả ekip. Mọi chuyện bắt đầu khi Marvel tuyển mộ Edward Norton. Ban đầu, đạo diễn Louis Leterrier muốn mời Mark Ruffalo, nhưng cấp trên xua tay vội bởi Edward Norton từng tỏa sáng trong những tác phẩm như Primal Fear, Fight Club hay The Italian Job. Nên đương nhiên anh này có tiếng hơn Ruffalo, người vẫn chưa có màn thể hiện đột phá nào lúc bấy giờ. Với kinh nghiệm và thực lực đã được chứng minh, Edward không chỉ nhận vai mà còn có quyền chỉnh sửa kịch bản. Và đây cũng là lúc lửa cháy tràn lan. Được biết, tiến trình làm phim liên tục bị gián đoạn vì đạo diễn Leterrier, nam chính Norton và xưởng phim Marvel nảy sinh xung đột gay gắt về định hướng kể chuyện. Trong khi phía Norton muốn kể một câu chuyện tinh tế và giàu chiều sâu, thì phía của Marvel rút kinh nghiệm từ phiên bản năm 2003, chỉ muốn làm một phim thương mại và đậm tính giải trí. Ví dụ như cảnh mở đầu, theo tầm nhìn của Edward Norton, Bruce Banner sẽ đi đến vùng Bắc Cực rồi rút súng toàn tự vẫn. Ngay sau đó, Hulk xuất hiện và đập khẩu súng vỡ văng tung tóe. Marvel từ chối ý tưởng này ngay lập tức vì theo họ, nó rất quả đà. Họ nói, không đời nào chúng tôi mở phim bằng cảnh người đàn ông tự dí súng vào miệng mình đâu. Ừ thì tôi cũng hiểu, nhưng đó là cách tối ưu để giới thiệu Bruce cùng mối quan hệ của anh với Hulk mà. Như vậy, câu chuyện sẽ có chiều sâu hơn, đạo diễn Leterrier tâm sự. Marvel không chỉ thẳng tay cắt cảnh mở đầu mà còn lược bỏ nhiều phần đoạn khác. Bản cắt của đạo diễn Lewis dài 135 phút, nhưng bản chiếu rạp chỉ còn 112 phút,
tức là hơn 20 phút đã bị lược bỏ. Đáng chú ý, trong một buổi họp báo, đạo diễn còn cho biết có tận 70 phút cảnh phim bị loại khỏi bản cuối cùng. Để chắp nối câu chuyện, Marvel đã vứt bỏ cảnh mở đầu và thay thế bằng một đoạn montage về quá khứ của Bruce Banner. Với tư cách là một trong những người chắp bút cho cả câu chuyện, Norton không hài lòng về cách xử lý này một chút nào. Anh từ chối họp báo ra mắt và còn buông lời bóng gió về phía Marvel. Bộ phim hay nào cũng cần trải qua quá trình hợp tác và những thành viên dù có quan điểm đối nghịch nhưng vẫn phải tận tâm cống hiến và tôn trọng góc nhìn của người khác. Đó mới là cốt lõi của việc làm phim, Edward khẳng định. Về phía Marvel, họ lại có góc nhìn khác. Người trong cuộc tiết lộ Norton như kẻ lạc loài, thường xuyên chỉnh sửa kịch bản ngay trên phim trường và rất khó tìm được tiếng nói chung với ekip. Cuối cùng, vào năm 2010, nhà sản xuất Kevin Feige đưa ra phát ngôn chính thức về tương lai của Hulk. Chúng tôi quyết định sẽ không đưa Edward Norton trở lại đóng vai Hulk trong The Avengers nữa. Chúng tôi không đưa ra quyết định này dựa trên chuyện tiền bạc. Thay vào đó, chúng tôi cần một người có tinh thần sáng tạo và hợp tác giống những diễn viên tài năng khác trong đoàn. Dù người đại diện của Norton đã lên tiếng phản pháo và đính chính, nhưng Marvel có vẻ không bận tâm lắm vì họ đã chiêu mộ thành công cố nhân Mark Ruffalo vào vai người khổng lồ xanh. Vậy là từ năm 2012 đến nay, Hulk của Mark Ruffalo đã xuất hiện trong 8 phim thuộc MCU, nhiều ngang thần sấm và chỉ thua người sắt cùng đội trưởng Mỹ. Vì vậy, anh đã có chặng đường phát triển riêng trong vũ trụ điện ảnh Marvel và hoàn toàn đủ không gian để có một phần phim cho mình. Nhiều người từng tự hỏi Hulk đã đi đâu sau khi bay mất dạng trong Avengers phần 2, hoặc đơn giản là anh đã làm gì để hợp nhất với Bruce Banner và trở thành giáo sư Hulk. Tiếc thay, những câu hỏi ấy sẽ không bao giờ được trả lời, ít nhất là trong tương lai gần. Vì sao lại như vậy? Trong một buổi phỏng vấn, khi được hỏi về phim riêng của Hulk, Mark Ruffalo chia sẻ: "Hiện tại, Marvel không thể làm phim về Hulk được vì họ chưa được cấp bản quyền. Hulk vẫn đang là tài sản của Universal." Lạ nhở, chẳng phải Marvel đã giật về bản quyền hình ảnh, tự tay sản xuất The Incredible Hulk rồi đưa anh lên phim MCU 5-7 lần rồi đó thôi. Sao lại có Universal ở đây được? Để hiểu đầu cua tai nheo câu chuyện, chúng ta cần quay về năm 2005 khi Marvel mới nẫng được bài từ đối thủ. Có một vấn đề siêu to khổng lồ là dù Marvel đã nắm toàn bộ quyền sản xuất nhưng quyền phân phối vẫn thuộc về Universal. Điều này có nghĩa là khi phim Hulk nào đó chuẩn bị xuất xưởng, Universal sẽ được chọn lịch công chiếu, quyết định số lượng cụm rạp và thầu toàn bộ chiến dịch quảng bá. Đã vậy, xưởng phim này còn nắm một quân bài tẩy khác, đó là quyền từ chối đầu tiên. Đây là một khái niệm khá phức tạp nên mình sẽ cố gắng giải thích ngắn gọn và dễ hiểu nhất. Về cơ bản, quyền này cho phép Universal là nhà phân phối đầu tiên được tiếp cận với bất kỳ phim riêng nào về Hulk do Marvel sản xuất. Nếu phía Universal thấy vừa ý, hai bên sẽ tiến tới thỏa thuận xa hơn. Đáng chú ý, chỉ khi nào Universal xác nhận từ chối, Marvel mới được phép mang phim chào hàng về bên khác hoặc là tự mình phân phối. Do đó, chừng nào muốn có phim riêng về Hulk, Marvel phải đưa được Universal ngồi vào bàn đàm phán, và đó là cơ hội để xưởng phim tung ra những nước đi có lợi cho mình, như là yêu cầu tỷ lệ chia lợi nhuận cao chẳng hạn. Đương nhiên, Marvel không thể dễ dàng xuôi theo chiến lược đó được, thành ra mọi thứ cứ bị đình trệ mãi. Universal có quyền với phim riêng của Hulk, nhưng họ lại không muốn chơi đẹp với Marvel, Mark Ruffalo nhận định. Cơ mà ván cờ vẫn chưa ngã ngũ tại đó. Nghe đến đây mà ai nghĩ rằng Marvel hoàn toàn ở cửa dưới và chuyện bản quyền phân phối là lý do lớn nhất dẫn đến pha mắc kẹt của Hulk thì người đó nên cần nhắc lại. Cần biết, vào cuối thập niên 2000, Marvel chỉ là công ty sản xuất nhỏ lẻ. Họ không thể tự phân phối phim nên phải tìm đến những công ty lực hơn, mà cụ thể ở đây là Paramount Pictures. Paramount giống như Universal với Hulk, nắm toàn bộ quyền phát hành những Thor, Captain America, The First Avenger và hai phần người sắt. Ấy là cho đến khi Disney vào cuộc. Sau khi mua lại Marvel, nhà chuột tậu luôn quyền phân phối của Paramount bằng một hợp đồng trị giá 115 triệu đô. Thế là kể từ The Avengers, mọi phim thuộc MCU đều do Disney phát hành và quảng bá. Nói vậy, để thấy lợi thế của Marvel lúc này, nếu còn là xưởng phim đơn lẻ, Marvel có thể rén trước một dân anh chị cỡ Universal. Nhưng hiện nay, họ đang đứng trước sự bảo hộ khổng lồ của Disney. Vì vậy, nếu thật sự muốn làm phim riêng về Hulk, Disney hoàn toàn có thể bạo tay mua lại quyền phân phối từ Universal, giống như những gì mà họ từng làm với Paramount. Nếu muốn chắc cú hơn, họ có thể gắn thêm vài quyền lợi khuyến mãi, chẳng hạn như cùng rót tiền vào một dự án của Universal, cho phép Universal phân phối phim của Disney, thậm chí là rời lịch ra mắt của phim nào đó để Universal nhẹ gánh trên đường đua phòng vé. Kể cả nếu không tìm được tiếng nói chung, thì với kinh nghiệm lọc lõi, Disney có thể đàm phán để Universal vẫn nắm quyền phân phối mà vẫn ra được phim riêng về Hulk, giống như trường hợp của người nhện. Ở đây, Marvel nắm quyền sản xuất, còn Sony có quyền phân phối. Tóm lại, Marvel không làm phim riêng về Hulk, đơn giản là vì họ chưa muốn.
Mark Hughes, một phóng viên về phim của tờ Forbes, có mạng lưới quan hệ rộng trong giới làm phim siêu anh hùng, đã đưa ra 3 lý do khiến Marvel chùn tay với người hùng đập phá. Đầu tiên là kinh phí sản xuất. Một phim riêng về Bruce Banner nhiều khả năng sẽ buộc anh ở trong hình dạng Hulk trong thời gian dài, hơn tất cả những lần xuất hiện trong MCU từ Avengers tới nay. Vì người khổng lồ xanh là một nhân vật được tạo ra hoàn toàn từ kỹ xảo, nên yêu cầu trên đòi hỏi Marvel chồng ra số tiền không hề nhỏ. Để dễ hình dung hơn, hãy cùng xem xét một ý tưởng về phim riêng cho Hulk, đó là khi anh lạc qua hành tinh Sakaar sau kết thúc của Avengers: Age of Ultron. Rất có thể, bộ phim này dễ dựa trên hai đầu truyện nổi tiếng về gã đồ con xanh lá, đó là Thế chiến Hulk và Hành tinh Hulk. Như vậy, Hulk sẽ xuất hiện rất nhiều, còn Bruce thì ngược lại, thậm chí là mất dạng luôn. Bên cạnh đó, nếu muốn tạo ra cuộc hành trình đủ hay cho Hulk, người ta sẽ phải thiết kế những đối trọng đủ quyền năng khiến anh phải gồng mình chiến đấu đến mức mất nhiều sức hơn tất cả những lần đập phá trước đây. Đấy là còn chưa kể đến chiến dịch quảng bá nhằm thu hút khán giả đến rạp. Theo Mark Hughes, một câu chuyện như thế sẽ tiêu tốn ít nhất là 180 triệu đô. Cộng thêm chi phí marketing, phim riêng của Hulk có thể tiêu tốn đến 330 triệu đô. Một dự án khổng lồ như vậy sẽ phải kiếm về ít nhất là gấp đôi kinh phí thì mới mong hoàn vốn. Điều này dẫn chúng ta đến lý do thứ hai. Với Marvel, Hulk là khoản đầu tư tương đối mạo hiểm. Cần biết, phiên bản năm 2003 không phải thành công vang dội tại phòng vé. Còn The Incredible Hulk tuy không đến mức bom xịt, nhưng cũng là phim MCU có doanh thu ý ẹ nhất từ trước đến nay. Đầu tư một núi tiền cho nhân vật từng hai lần vất vả kiếm tiền, ắt hẳn không phải là một quyết định thông minh. Và cuối cùng, cũng là lý do quan trọng nhất, đó là xưởng phim đã có định hướng rõ ràng cho người khổng lồ xanh. Việc biến Hulk trở thành một nhân vật chỉ xuất hiện trong những sự kiện quan trọng có thể nâng tầm sức mạnh của anh và đảm bảo khán giả sẽ không thấy mệt mỏi hay chán trường trước mỗi lần nhân vật này ra mặt. Nhà sản xuất cũng được thoải mái phô bày năng lực vô song của Hulk mà chẳng phải lo nghĩ thêm về khiếm khuyết của anh, vì thời gian đâu mà làm như thế. Sau tất cả, làm phim riêng về Hulk chưa hẳn đã là hướng đi hay. Vì như vậy, Marvel sẽ phải tìm cách kể một câu chuyện đủ sâu sắc, thậm chí là có phần đen tối về người hùng này. Hướng đi ấy có phần trái ngược với khí chất hài hước, tương tự mà xưởng phim đã gắn cho anh kể từ khi nhập hội Avengers tới nay. Và vì lẽ đó, không dễ để Marvel xuống tay với một nước cờ rủi ro đến như vậy. Tuy nhiên, Hulk chưa hẳn đã hết cơ hội độc lập tác chiến. Năm 2020, Mark Ruffalo đã rất lạc quan về cơ hội sở hữu phim riêng của người khổng lồ xanh. Anh khẳng định nhà sản xuất rất có hứng thú trước ý tưởng đào sâu vào cuộc sống thường nhật của Hulk. Bên cạnh đó, trong thời gian tới, Hulk sẽ xuất hiện trong series She-Hulk của nhà Marvel. Đây không chỉ là cơ hội để anh có thêm đất thể hiện, mà còn có thể trở thành bước ngoặt trong hành trình phát triển của nhân vật này. Biết đâu sau She-Hulk, chúng ta sẽ được xem một phim riêng về màn hợp tác của hai anh em tay to thì sao? Hãy cùng hy vọng các bạn nhé! Sau bao thăng trầm đã qua, thật khó phủ nhận vai trò của Hulk với cả vũ trụ Marvel. Việc làm phim riêng về anh không chỉ là cơ hội để Marvel thực hiện hóa những tầm nhìn điên rồ nhất, mà còn là lời tri ân đến người khổng lồ xanh. Sau một thập kỷ cống hiến, Hulk cũng nên có phần thưởng cho riêng mình chứ, phải không? May the force be with you. I'm gonna make him an offer again. Play as time goes by. Hasta la vista, baby.